Sài Gòn rồi nè tí ơi. Nhanh lên tí ơi. Từ từ chờ tôi đây ơi, đi lẹ quá vậy. Nhanh đi tí. Đó, con thấy chưa? Một lát nữa nghe, tía sẽ dắt con đi giáp vòng Sài Gòn này luôn, cho con chụp hình cho đã luôn, hiểu không? Wow. Ủa, sao tía ơi biết rành Sài Gòn chứ tía? Đừng đi trong họng chứ đâu con. Quang ngô tía. Tôi là anh Ba Ngố, từ dưới quê lên tuốt Sài Gòn, đi mình tiền chợ lớn rồi ghé qua thăm bến nhà rồng. Từ quê nhà miền Tây rồi đến đây đi khắp Sài Gòn, đi suối tiên bến thành, đi bạch đằng sở thú làm sen. Ba Ngố, Ba Ngố nhà quê, Ba Ngố thấy gì cũng mê. Con nhà quê đâu biết Sài Gòn đây bao thứ lạ kỳ, con trai mà như con gái, nhìn tướng đi ăn nói dịu dàng. Ngày Sài Gòn thật đông, đêm càng vui khi phố lên đèn. Ba Ngố chân dính vàng, lên Sài Gòn thành phố bon chen. Ba Ngố đi lên Sài Gòn, mê quá trời đất luôn, hồn về quê. Từ dưới giấc cà đau, Ba Ngố đi lên Sài Gòn, thấy cái nhà lầu, ui sao nó quá trời cao. Cơ, nhà cao thì sao ai cũng đẹp xinh làm sao. Người khắp khắp mọi nơi, ai cũng muốn đi lên Sài Gòn, sáng trưa tới chiều rồi lại thấy nó kẹt xe. Ôi Sài Gòn kẹt xe, ôi kẹt xe khắp nơi, kẹt xe quá tía ơi. Nè con gái ơi. Dạ ơi. Một lát nữa thôi, tía sẽ đưa con đi khắp nơi nơi mà vui chơi cho thỏa thích. Nhưng biết đi sao đây nè. Muốn đi bằng xe buýt mà cái xe Grab nè, rồi taxi nè, nó đông nghẹt như vậy. Vậy khỏi đi tía ơi, mình đi bộ chắc ăn để còn ngắm cảnh trên này. Con biết dưới miền Tây tía đi cày đi cấy, chân cẳng đã đóng phèn thì đâu còn ngại đường xa, phải không tía? Nhưng mà con ơi, Sài Gòn đường phố rộng bao la, mình có biết đường đâu qua sở thú nè, rồi đường nào lú qua bến nhà rồng, rồi đường nào lòng vòng qua công viên nước Đầm Sen, rồi tìm đường mon men về tới bến Bạch Đằng, rồi đi lằng ngoằng mới tuột xuống suối Tiên. Chắc là tía điên mới tìm được đường vô chợ lớn. Dễ ở cả, con lấy điện thoại ra hỏi bác Gồ là ra hết trơn à tía. Thôi khỏi đi con ơi. Sao vậy tía? Từ đây đi xuống Phú Lâm, rồi về lại Bến Thành, là đôi dài tanh bành. Đầm Sen tuy có hơi xa, mình vô đó lại chuyện rồi qua phường Tân Phú ghé thăm dì Ba, vô trung tâm ghé sở thú. Qua đông người ta, thấy xa đi càng thêm xa, nhìn lại coi mệt lắm nha, tàu đi tía nha. Mình mà ra một lần thôi tía. Không, không, không. Tía, con năn nỉ tía, chẳng thà mình đi bộ rồi đăng liếp câu lại Ba Ngố xuống Sài Thành, chiếc dài chuyến lai trên thôi tía. Tía từ chối sao đành. Trời ơi, lết bộ xuống Đầm Sen rồi vòng quảnh phố thị, sao chỉ thấy quải ở trong người, nản chí quá con ơi. Chứ giờ sao? Thôi bây giờ vậy nha, mình bốc Grab đi chơi, ngắm đường phố cũng vui. Ai kêu mình đi bộ chi cho nó mệt. Không ha. Chịu. Con muốn được live stream hành trình của anh Ba Ngố à. Đưa lên YouTube kiếm tiền mà tia nữa. Trời ơi, ngó xuống mà coi đây nè. Tôi nuôi nó từ nhỏ cho tới lớn không, chưa có nhờ được cái gì, chưa báo hiếu được ngày nào hết, mà bây giờ nó còn lấy hình ảnh tôi ra là nó kiếm tiền nữa. Ê, sao con bào tía dữ vậy con? Tía, tía có thương không tía? Thương má mày hơn. Con biết mà, tía đâu có thương con đâu. Không có má mày sao có mày.
quên, con quên. Nói vậy cho bà vui. Tía ơi. Thôi được rồi. Bây giờ tía chiều con. Con muốn cái gì tía làm cho con cái đó. Muốn cái gì nói. Dạ giờ con bắt đầu live stream. Tía đóng phim đi tía. Để con quay. Trời. Giờ con bắt tía làm diễn viên điện ảnh luôn hả? Dạ. Trời luôn. Rồi bây giờ con muốn tía làm gì nè. Tía đi ra đường đi tía. Tía đứng cái tía con tía nhảy lên cái con chụp hình tía. Có sao không tía? Tại lo nhìn con á. Rồi bây giờ tía đi tiếp đi tía. Con live stream nè tía. Từ Duy Chắc Cà Đao và Ngô đi lên Sài Gòn. Thấy cái nhà lầu, ui sao nó quá trời cao. Có nhà cao thì cao ai cũng đẹp xinh làm sao. Người khắp khắp mọi nơi ai cũng muốn đi lên Sài Gòn. Sáng trưa tới chiều rồi lại thấy nó kẹt xe. Ôi, Sài Gòn kẹt xe. Ôi, kẹt xe khắp nơi. Tía tôi làm bà Ngô chắc cả đau tay cây ruộng cày. Dân nhà quê lên phố, giờ chia tay lại nhớ nơi này. Ngày đi về miền Tây, người hỏi tôi có thích Sài Gòn. Tôi nói tôi thích mà, nhưng quê nhà tôi thích nhiều hơn. Mình về ngồi vui sớm, ăn hạt cơm hương lúa quê nhà. Thương tiếng quê đậm đà vì tôi là bà Ngô miền Tây. Bà Ngô miền Tây. Bà Ngô về đây. Tía ơi, mình ở dưới miền Tây khăn gói lên đây. Thì tía phải diễn cho thật hay để câu like Facebook. Để khoe với bà con những con đường đẹp nhất mà bà Ngô đã trên khắp nẻo đô thành. Nổ hả con? Thôi con ơi, tía nhớ chắc cả đau, nhớ nương rẫy quê mình. Nhớ đêm sáng trăng thanh hương tình quê thắm đượm. Nhớ những buổi cơm chiều có rau muống chấm cá kho tiêu. Mới xa nhà có một ngày mà tía nhớ tía lo. Tía muốn về chắc Cà Đao hay là tía muốn ở lại tía? Về chắc Cà Đao chắc ăn. Vậy mà hồi ở dưới quê á, tía hứa vui lắm. Nào là dẫn con đi đầm sen, suối tiên và khắp nẻo Sài Thành. Thôi con ơi tía đành về quê vui với con trâu, về với nương hoa màu, về với con kinh đào bên hiên lạnh gió lùa đêm sâu. Ơi đô thành giờ đây tí nói không quen thì ở đây thêm tiền mình phóng xe đi liền thôi bây giờ gói cần lại chi. Nơi đâu thành có gì mà quen. Tí không có muốn bon chen hay là tí nhớ má nên chẳng muốn đi đâu giữa muôn ngã Sài Gòn phải không? Bởi ba Ngô của con buồn nhớ chắc Cà Đao hơn. Muốn về quê hương của mình ăn cơm với mắm chứ sống ở thành đô kẹt xe hoài hoài lắm. Những Facebook không có hình là con giận tía luôn. Thiệt tình hết nói nổi. Nói tới nói lui gì con cũng không có bỏ cái ý định mà chụp hình rồi Facebook rồi đăng live stream gì đó phải không? Chụp đi tía. Thôi được rồi, lấy máy ra. Dạ. Chụp hình rồi về nghe không? Dạ dạ dạ. Đây nè. Rồi chuẩn bị nghe không? Dạ. 1, 2, 3. Đẹp quá tía ơi. Được không? Được không? Dạ dạ đẹp lắm tía. Rồi đi về. Con chưa chụp mà tía. Con chụp rồi hả? Ê, về quê chụp. Về quê đi. Tía chụp con với con trâu. Con đứng với con trâu chắc chắn là con sẽ đẹp hơn con trâu liền. Đi về. Đi về, tao nói về. Ông kẻ ơi, bắt nó đi ông kẻ ơi. Tía ơi, cứu con tía ơi. Lớn rồi cũng còn sợ ông kẻ nữa hả con? Tía này.